đẹp trai quá, thằng cua đẹp trai quá. À, đang muộn, đang ấy hả? À, đang tắm mới tắm rửa xong đó, mặc đồ đó. Vậy à? Mấy mấy mẹ con đang làm gì đây? Mới về tới nhà. Mới về tới nhà. Ơ chị đang ấy gì đây? Đang làm gì đây? Cắt này để làm gì đây? Không biết nó làm cái gì nữa. Yeah. Làm hồ cá. Đam mê nuôi cá. À làm hồ nuôi cá hả cháu? Dạ. Là mặt còn đỡ chưa? Đây rồi. Nó đỡ rồi. À. Mới giờ là con anh mấy mẹ con đi bán vé số là về lúc mấy giờ? Mới về tới á. À, mấy cô đâu rồi mẹ? Hôm nay bán được nhiều. Tôi mấy cô hơn cho cứu coi. Hôm nay được mấy trăm tờ không? Nay được 250. 250 hả? Từ mấy giờ sáng đi? Có mấy lần chứ gửi vô trong đây phòng bộ. Không có đăng ký rồi, tại con đăng ký là có liền. Có đăng chú nào đưa lên là có thấy liền. Tùm lum á, quá trời luôn. Thế hả? Nó thấy thường xuyên đó mẹ. Chú phòng bộ nên chú đó mẹ, chú kia đó mẹ. Chú phòng bụi này là chú bận việc, chú ấy đang ở trên quận 1 phải viết bài chứ không đi xuống đây được. Thành ra dạ. Không có là... mẹ con mới coi rồi. Chú Nguyễn thì mới đi Bình Dương về thì ghé qua đây thăm mấy mẹ con xem mấy hôm nay xem cuộc sống là sao. Bên này cũng có một cái việc cầu xuống nghe để mấy mẹ nhưng con mà chia sẻ. Cái số điện thoại này nè gọi không được. Cái số nào chị đó xem. Hôm qua có một cô gọi bên Phong Nguyễn á. Tên là gì ạ? Không có nói tên. 037 hả? Không phải, không nè gì đó. Cái số nước ngoài đúng không? Ừ. 034 gì đó. À. Cô nói để cô gửi quà. Dạ. 0344765654. Ờ chắc là cô chú nào đấy cô gọi mà không mình không nghe được hả? Cô nói là ở nước cô ở đâu ở nước ngoài. Có vừa gọi lúc 11 giờ đêm. 11 giờ đêm. Vậy là bên ấy chắc sáng là ban ngày quá. Chị mới gội đầu xong hả? thằng giờ tắm rửa liền. Thằng cô là gội cho hả? Không, tự tắm tự gội. À, tự tắm tự gội. Xin thưa các bạn, trước mặt mình đây là chị Hoa. Mà trước thì mình với Phong Bụi mấy anh em quay hai cái clip chia sẻ về hoàn cảnh của chị và dạ, hai cháu nhỏ. Mẹ con nổi tiếng lắm rồi đó. Thì hôm nay mình có ghé lại cái xóm trọ trên đường số 4 phải không cục? Đường số 4 phường Tam Phú quận Thủ Đức để thăm lại ba mẹ con xem sao. Anh Lê Nguyễn hôm bữa tưởng nó mất cốc rồi đó. Ủa sao bị bắt cóc đi hả? Đi ra đường đó. Ra đường cô giáo thấy cô giáo đưa lên phường, không biết. Nhà kia tiền câu luôn. Lâu chưa chị? Mới mấy bữa à. Thầy bóng quyệt ở ngoài cái gì đường ba cách mạng, đường cách mạng đóng không cô không, đường cách mạng 68 kia ra bóng quyệt dùm không có tiền. Thế là bây giờ chị đi bấm huyệt được mấy hôm rồi? Mới có một lần tuần này, xe tuần này đi nữa nè. Nhưng mà mỗi tuần một đợt hay là mỗi tuần một ngày? À, mỗi tuần một ngày. Dạ. nhưng mà cứ dặn cứ muốn đi ngày nào cũng được. Dạ. Nhưng mà ông thầy nói là nếu con nghỉ một ngày thì thầy trả tiền với số nghe đó lại cho con. Vậy cũng được. Ông thầy ở gần đây không chị? Ở đường cách mạng 8 á. Xin được cách mạng 8 hả? Ừ. Đi ra cái ngoài đó đó. À. Mà mấy mẹ con mà ba mẹ con ra ngoài đó. Đi lên cách mạng 8 thì đi xe buýt hay đi gì lên? Đi xe Grab. Xe Grab taxi. Ngoài ở Grab. Ở nói nè, em cứ đi anh cứ đi giùm cho vợ giùm đi, không tốn tiền đâu. À. Từ đây lên cái đường cách mạng tháng 8 mà đi phải mất 30 phút đấy. Dạ. Thế nhưng mà bóng lên hơn 1 tiếng luôn á, thầy gấp xương lại, chỉnh xương lại á. Mà sau cái đợt bấm huyệt đầu tiên chị thấy ổn. Nhưng mà anh với anh Phong Bụi đưa lên á, thầy cũng thấy thầy kêu chữa được. Bảo đảm 80% chắc chắn là sẽ ăn Tết được. Wow. À, nhưng mà dự định thầy bảo là khi nào xong chị? 16 tuần. 16 tuần hả? Giờ rồi, một tuần vừa rồi mất một ngày là rồi, tuần này ngày nữa. Cũng mong là nó sẽ có kết quả tốt. Yeah. Hôm trước em có chia sẻ với chị rằng em sẽ xuống dưới cái bè Tiền Giang đúng không? Để gặp thầy em. Thầy bé. Vâng, để cũng có một thầy ở dưới ở Đắk Lắk á. Ở ngoài Đắk Lắk. Nhưng mà tiền gửi phí thuốc cao quá không dám hở dám hơ luôn. Vậy vâng. Thầy đó là người không ạ? Nhưng mà cũng có người giới thiệu ông thầy đó nữa. Mà cũng ở dưới cái bè nữa. Không có ở Đắk Lắk. Không, rồi ở dưới đó. Cái bè. À vậy hả? Có đặt. Cái thằng cu này đang xuống thấy trên mạng á. Giờ hai mẹ con lên Đông Hà ai cũng thấy đó trời. Mẹ con giờ nó mới bị dịch với sớm đó kìa. Vậy nổi tiếng cả xóm luôn, cả cái phường này biết hết hoàn cảnh ba mẹ con rồi. Biết hết trơn á. Dạ. Mở TV lên cho thấy hết trơn. Chắc là bây giờ mọi người mua vé số nhìn cũng nhận ra hai mẹ con, ba mẹ con luôn chứ gì nữa. Mua nhiều lắm á. Mua ngoài giờ
mới đi giật sao luôn, cho được mấy triệu rồi đóng tiền nhà hết luôn. Sao bữa anh không ngủ cho được sao 7 triệu đó là đóng tiền nhà. Tiền nhà rồi, ăn uống này kia từng lớp hết. Hết tiền luôn. Hôm ấy là chú Phong Bội với chị Tưởng với chú Nguyễn có qua. Thế là từ hôm cái hôm đấy là hôm là thằng Gu là bị giật cái số nè, mới ngã nè. Hôm nay nhan sắc đỡ rồi. Nói chung là không có luôn gì hết, không có gì hết. Dạ. Da con đất nó màu lành. Hôm em cũng mở xuống dưới cái bè này lấy thuốc của thầy bé, nhưng mà đợt này chúng em là không đi qua đấy. Hôm mà rồi có đi An Giang nhưng mà về cái đường Đồng Tháp. Coi đi An Giang có ông chú, thấy ông chú gì cô gì đó. À. Chú cái gì không biết, không hiểu, không biết tên. Đi vô rất là sâu luôn. Cũng nhà xa. Nhưng mà sau cái bữa đầu tiên mà đi xuống bấm huyệt, chị thấy xương cốt nó thấy cảm ok hả? Kéo đứa lại có thể đi được 1-2 bước. À. Thầy cho cái gậy nữa kìa. Ông thầy cũng cho mua cái gậy nữa kìa. Đó là cái gậy đó. À, tặng cái gậy này đây hả? Với cái đồ cái tay nữa. Đó, thầy không có tiền, thầy có tiền cho xe về nè, thầy còn tốt tiền mua cái này nè. À, thầy mua cho cái này nữa hả? Dạ, cái tay giữ khớp lại á. Ừ. Hôm bữa nào lên trên đấy mà đi khám hoặc đi... Nhưng mà thầy không cho ai biết hết, thầy đã đọc cho ai biết hết. Dạ, mặt lâu lắm rồi. Ồ vậy hả? Thầy không ai biết. Thầy không cho muốn mọi người biết. Cho Phong Bụi biết luôn. Dạ. Để chú đây nghỉ con vậy. Ừ. Nhà mất là không có tiền mất hứa rồi, chị Huyền mất hứa rồi. Nhưng mà không có, mình chưa nói địa chỉ. Thế hả? Nó nói nữa đó. Thầy nói là thầy kêu là thầy gặp rất nhiều đó. Ừ. Thầy cũng không có phá giả đâu, xuống tới nơi rồi. Vậy là cũng cũng mong là việc điều trị của chị là có kết quả tốt. Thầy chắc chắn là 16 tuần là sẽ đi lên đứng là được. À. Cả cái tay cũng vậy, thầy chỉnh khớp lại, thầy nói chị ở nhà cũng chịu khó lấy tay chân bóp vào chứ không nó teo cơ đi, nó không là nó ảnh hưởng nhiều. Đợt này xuống thấy mẹ con có vẻ vui vẻ hơn nè, cười suốt. Chứ cái lần đầu xuống mà nhìn thảm thương quá. Đây là nơi ở của mấy mẹ con địa bàn dân sơn đây. Đó. Bạn nào mà rồi đó anh đây, anh bộ có bộ cho tiền đó, đi cầm tiền mua cái sống ché liền. À cái này, cái giá này hả? Đi mua cái thao bọng này kia đó, mua về đó, mua dọn. À. Ở đây mọi người đều giúp cho thì thao bọng này có ai dư cho. Vâng. Nhưng mà hỏi qua rất là kỳ, không dám, chẳng thà mà đi mua vậy, tha từ từ về. Thì nhà cửa có bề bộn chút nhưng mà các bạn thông cảm nhá. Bởi vì đấy. Nhà có trẻ nhỏ mà, nhà mình có trẻ nhỏ mà mình còn có một người cháu và một mấy vợ ở nhà còn bề bộn đấy. Mà chị đây thì là còn phải đi bán mưu sinh nữa, mà lại tay chân thì các bạn biết là bị tai biến rồi. Con hư quá. Cái đề này đi xin ta đó. Thằng Cu xin ở đâu về đấy cháu? Ở bên chỗ là 35. Chỗ để cho ta muốn rạp á. Rạp đám cưới. Ừ. Mà xin được một bó ít thùng giấy, người ta cho thùng giấy luôn, gặp bà bán chai. Cô mua, cô lấy không cơ, cô cho cô luôn nè. Anh ơi, giờ anh mệt quá, anh đi không nổi. Lấy lại thì coi đem về. À. Nó tha thùng giấy về, từ bên phường đến đông về tới đây nè. Dạ. Nó cần kiếm người cho, không gặp ai hết. À. Lúc mà không cần thì gặp hoài, lúc mà cần kiếm không ăn, gặp ai hết. Hôm trước mình cũng nghe chị có chia sẻ cái đăng clip về việc mà vợ chồng chị là không ở với nhau vì cũng do là cái một chút mâu thuẫn mà lúc mà đẻ thằng cu này. Tóc quăng cho tóc không quăng. Wow. Thằng cu này thì tóc xoăn giống ba, còn thằng cu này thì không. Rồi sau clip đấy chúng em chia sẻ thì phía anh có liên hệ với chị với cháu hỏi thăm gì không? Không. Dưới. Nói sao mà nói xấu tôi. Còn không ai nói xấu cả. Thôi nói xấu, nếu mà ông thương mẹ con tôi đâu để sống gì đâu. Ông bảo rồi, ông bảo sao? Im luôn, điện thoại bắt ông bà ông già. Vợ con nói xấu con ông bà. Bà nói cái nè, mày nếu mày tốt quá mày phải xuống coi chăm sóc mẹ con thế nào chứ, tự nhiên mà để như vậy không được. Ai? Ba em. À. Ông già vợ á, mấy ông nữa cho một thân nữa. Ai hiểu nói. Mẹ ông ngoại vợ, ba ơi, ông già vợ, bình nó lắm. Bình thường dễ lắm. Mỗi lần cuối tuần họ điện thoại họ dễ, không có ăn gì ba nấu không ăn. Thế hả? Bây giờ chửi luôn. Mà vợ chồng đã ly hôn hay chỉ ly thân thôi? Ly hôn rồi. Mà em thấy còn tình cảm quá, xem sao hàn gắn đi. Nếu như hàn gắn được thì, nếu em hàn gắn về đó thì có mất một người nữa, má chồng em mới tự tử sao? Anh có xem được cái clip này thì cũng thấy là thương mấy mẹ con hơn nha. Chứ đấy? Không ai nói xấu cả. Trời đất.
Chứ vừa rồi chúng em cũng đăng clip lên thì cũng có nhiều cái bình luận của các bạn. Cũng như đó, tức là bị đuổi 4 ngày, mới đọc lòng 4 ngày vô ngang phòng ngủ đủ luôn. Có chồng còn đóng luôn, thằng con trai một kế bên luôn nè. Các bạn mà có bình luận gì thì các anh cũng thông cảm cho. Còn lại mấy thằng này... Không có gì phải thông cảm hết. Không có gì phải sợ hết trơn á. Rồi. Chứ xuống đây xem sao chăm cho thằng này đi học đây. Không, đi học lại đó. À, đi học lại chưa? Chưa. Nhưng mà em nghĩ là cho đi học lại đi. Trời sơ, sơ sắp xếp trường học cho nó. À, cho học trường ấy hả? Biết đó, học sinh biết đó. Sơ kêu về nhà đi, sơ về riêng một đơn. Đấy hả? Con cần cái băng keo quá mới dám tưởng. Không được. Phải đi học đi nha. Chứ không được ở. Sơ á, mấy cô giáo ở trường cho đi dọn phụ luôn á. Dọn nhà cửa luôn, dùm luôn á. Vậy cũng được. Chứ... Để cho nó đi học lại đó. Phải cho đi học lại chị. Còn thằng này thì mấy bữa nữa thì cũng... Đi kiếm trường nhà trẻ đâu bây giờ. Nhà trẻ bên kia kia là 3 triệu tháng đúng hình luôn. Nhưng hả? Hỏi trước cô giờ đi học là bao nhiêu tháng cô? Nó 3 triệu tháng đúng hình. Hơi ồn ào một chút các bạn thông cảm nhá, vì đây là xóm trọ mà khu lao động, bên ngoài có ông chú đang hàn xì cái gì đó. Thành ra là hơi ồn ào một chút. Thì hôm nay đấy em cũng đến đây là cũng muốn có một cái chút này tâm sự với chị và cũng nghe cái tâm tư nguyện vọng của chị này. Có một nhóm từ thiện, một số anh chị ở bên Anh có liên hệ với em và đặt vấn đề là muốn hỗ trợ giúp đỡ ba mẹ con chị. Đầu tiên ấy. Sao? Sao thành viên nói gì? Dạ. Sao? Anh chị có vấn đề đó nè. Cái gì? Mày nói để chú nói. Để chú nói xong nha. Rồi, chú nói xong. Một đấy là mua cho mấy mẹ con một cái giường mà cái dạng mà gấp làm sao nó buổi tối thành cái giường, còn ban ngày thì thành cái ghế. Thì không biết thấy mấy mẹ con thấy có được ok không? Dạ. Là một, thứ hai đấy à. Có chỗ để ngồi lên ngồi xuống. À, thứ hai đấy. Chỗ ngồi có thể từ vịn đó đứng lên được. Dạ. Có thế thì chóc đứng lên. Vâng. Tập chiếc giỏi nó lành được. À, vậy bây giờ thì mấy mẹ con sẽ tìm hiểu và tham khảo xem cái ghế, cái giường như thế nào ở chỗ phòng mình nó phù hợp nhé. Giống như đất quan sát đây nè, ban ngày làm ghế, tối thì kéo ra làm giường. Em thì em cũng chưa tiếp xúc mấy cái ghế, cái giường kiểu mà đa năng như thế bao giờ. Không có rồi. Thế hả? Thì có cái tủ đi làm gật lên rồi xuống tầm lưng. Có người thì người ta làm cái hộp ở dưới quần áo này kia, mền gối. Trời ơi, có cái tủ thì chị ấy đi, chị thử nghiên cứu lại xem nhà cửa đặt theo sao cho và cái mẫu mã như thế nào. Mẫu mã như thế nào chị thì không chuyện đi nói bác trai nhé, bác ông ngoại ấy, xem sao nhé, rồi trao đổi lại với em. Vậy là chốt lại đấy là chị cũng muốn một cái giường, cái ghế để cho tiện lại đúng không? Thì các cô chú cũng mong là muốn có chị có một cái như vậy để đấy, chống hơi bị xuống như vệ sinh này kia không phải kêu. Đúng rồi mấy cô chú mở cũng mong muốn cái đấy, thành ra là em thì em bảo là em sợ xóm trọ và di chuyển mà nhà chật chội thì em qua trao đổi sao. Để xác định là sống đây lâu mà. Còn một cái nữa đấy nè, hôm trước chị có chia sẻ với em ấy, cái việc tai biến thì mình phải điều trị trong vật lý trị liệu thời gian dài. Được. Nhưng có một cái biếu phải không? Ở cổ. Cần phải mổ. Cần phải mổ. Mà hôm trước chị bảo là cái chi phí điều trị khoảng 20 triệu hay mười mấy triệu. 50 mấy triệu lắm á. Bao nhiêu tất cả? 50 triệu. 50 triệu, nhưng chị ở đó chi phí nằm giường thuốc tùm lum hết á. Ở đó tùm lum. Tức là bác sĩ bị thanh dư mổ tư không có vô bệnh dưỡng bú. Có cô anh chị bên này nè, ở bên chỗ Lâm Xuân nè. Nó kêu là chuyển bảo hiểm về dưới thủ đất này, về bên chợ uống bú đi, anh chị hỗ trợ tiền cho đi mổ. Vậy là sao? Là có nghĩa là anh chị đó, anh chị kêu em có bảo hiểm ở thủ đất nè, chuyển bảo hiểm em về dưới đó đi cho đỡ tốn tiền. Anh chị hỗ trợ cho em đi mổ. Nhưng mà sao chị không đồng ý đi mổ? Không phải không đi đồng ý, nhưng mà đâu bảo hiểm em giờ nằm Thủ Đức mà, đâu mổ Thủ Đức được đâu. Phải ra bệnh viện uống bướu mổ mới được. Bây giờ tức là cái chị đó kêu em chỉ hộp, chị cứ chị hộp bị bảo hiểm đi đó. Vậy là chị có bảo hiểm phải không? Vậy là chị có bảo hiểm y tế, mà bảo hiểm y tế thì ở bệnh viện quận Thủ Đức. Vậy bây giờ mình phải chị mới nói là mổ mới được đâu, đi bệnh viện uống bướu đi. Đúng rồi, bệnh viện thế này em sợ. Chị tiến gì đó đi mới được. Nhưng nếu mà chuyển tuyến thì nó mất bao nhiêu phần trăm? Không biết. Vậy thì bây giờ em nghĩ là nếu mà cô chú anh chị đấy mà đề nghị như thế thì chị cũng sẽ phối hợp luôn. Dạ, để rồi đây, em chị Quanh đây nè. Anh chị cũng không có chung, không có già thang. Chồng cũng bị ung thư não. Chị cũng bị ung thư vậy, em cũng biết, em cũng hỏi. Dạ. Hai chồng cũng rất là khó khăn luôn. À. Em bao gạo với thùng mì. Lâu chưa? Bữa thứ ba rồi.
Bến này thăm bến mẹ con hả? Dạ, em đi bán á, anh chị đi kiếm em. À. Bữa đang đi bán anh đi về, anh chị nói trời ơi, tao đi kiếm em chết. Hỏi chị kiếm em làm gì? Kiếm cho bao gạo. Vậy thì em thấy như thế này đi. Bây giờ chị Hoa liên hệ lại với anh chị đấy. Dạ. Một bên nào, đây vâng. Liên hệ lại với anh chị ấy để xem sao, mà chị cũng nên đi khám lại để bác sĩ xem chuẩn đoán là mổ xẻ ra sao như thế nào, rồi cái chi phí viện phí và cái thời gian mình đây làm. Đây nè chị, đây nè. À. Chị cũng bị ung thư, chồng chị cũng bị ung thư. Chị Oanh này hả? Dạ. À. Vậy là cũng có một mạnh thường quân, cũng có một cái hoàn cảnh đặc biệt và cũng chị muốn nhà là giống em luôn. Nhưng mà chồng có nhà trọ luôn. À. Nhưng mà vậy thì chị lấy đâu có tiền chị giúp mình? Chị nói chị để dành tiền mua nhà. Chị cắt tiền ra chị cho em. Chị có nói vậy đó. Vậy thì chị Hoa liên hệ lại với chị Oanh xem sao. Chị kêu em bây giờ liên hệ với bác sĩ chuyển tiến bảo hộp bảo hiểm xuống dưới bảo vừa uống bú gì đó. Vậy thì em nghĩ là chị nên đi thực hiện xong cái việc mà chuyển cái bảo hiểm sao về bệnh viện đấy để khi em mổ. Rồi các chị cô chú các chị này kia. À. Chị cũng muốn em đàn dặn với nuôi con mà. À. Hay chồng kiếm con. À vậy. Vậy thì em nghĩ là chị Hoa nên đi làm theo đi. Làm theo cái đề nghị của chị Oanh là một thứ hai á. Thật bây biết giờ này. Em nghĩ là bây giờ là chị nói ba chị chạy lên đó người làm sao như thế ba, nào ba em chịu nghĩ không có ông chạy chưa mấy chỗ đó đó rồi mổ xẻ sao chị cũng đi khám xem rồi bác sĩ chỉ định như sao mổ như thế nào cái chi phí viện phí á rồi để bảo hiểm này cô kia cũng muốn mua cho đó có một cô cũng mua cho hả cái cô đó ở trên đường nó vừa nông á à. Cô đi làm giấy tờ để bà chứng nhận mình bị người ta biết này kia đó để lấy cái trợ cấp đúng không? Dạ. Nhưng mà có cái bảo hiểm giờ cô mới làm cho. Vâng. Cô chút đứng mua cho luôn 800 mấy ngàn mấy 6 ngàn. Cô bỏ tiền túi cô mua luôn. Em nghĩ là bảo hiểm nếu mà chuyển tuyến thì cũng ấy được mà nó cũng giảm giờ mà. Giờ chưa biết gặp ai để bà giờ xin bỏ chuyển tuyến hết, không biết gặp đến người nào. Vậy như thế này đi. Bây giờ đấy, theo em là chị lên đến bệnh viện ung bướu khám lại nhé. Rồi bác sĩ chỉ định mổ sẽ ra sao và mình biết được cái kinh phí, cái chi phí bao nhiêu. Rồi em sẽ phối hợp với các cô chú ở bên Anh để mình kêu gọi. Bởi vì mổ sẻ xong một giai đoạn mình còn ở nhà hồi phục mà. Thấy không? Dạ. Còn tiền ăn uống và tiền sinh hoạt cho thằng này nữa, cái thằng nhỏ kia nữa. Nó đi học được cái vô trường, vô ở với sơ, ăn cơm với sơ, đâu có tiền. Rồi. Sơ vậy thì chốt như thế nhá. Chốt tinh thần đến như thế nhá. Bởi vì tại là hôm trước này em trao đổi với các cô chú, các cô chú thì cũng có liên hệ với em bảo là qua bên đấy này qua gặp chị để xem là tất cả như thế nào rồi mình thống nhất sao nếu mà trước sau thì cũng phải mổ để chữa bệnh cho tụi nhỏ nó lành lặn đó mẹ ơi ráng chữa bệnh đi nói con nói như nè à. Mẹ con mẹ có tiền mẹ cũng dám chữa bệnh nữa mẹ sợ mẹ chết bỏ hai con ráng chữa đi mẹ yên tâm đi con lo cho mẹ với em nhưng mà cái biếu đấy là bác sĩ là chẩn đoán là mổ là khỏi phải không dạ. Mổ thì nó không làm máu đông nó không làm nội tạng bình thường họ tổn thương à. Thế vậy thì chị đi khám lại xem sao nhé. Rồi cái chi phí như thế nào. Giờ em đang có tiền xe đâu đó. Vâng. Đi lên đồng bà mẹ con đi mà nhiều bú á. Dạ. Đi đâu cũng có bà mẹ con hết trơn. Bây giờ lên trên bệnh viện ung bướu thì gọi bọn em nha. Nhưng mà lâu thứ nhất là nhắn tin đi xe gọi được lắm. Tiền khám thì này thì xong. Kia đó. Đây cái số này của chú này. Chú dạ. Chú lấy cái số này của chú này. Ít khi gọi được lắm. Cái số đấy chú ít dùng. Số là chú của chú là 448 hay gì đó. Đúng rồi, số đấy nhưng mà chú ít dùng ít cầm những cái số đó. Tí chú nhắn cho cái số của chú xong rồi liên hệ số của chú đấy nhá. Số 448 chú... bữa có mày có số cho chồng đi clip tao dạ. Của chú Lê Nguyễn á. À. Vô chú có để trên cái đúng rồi đúng rồi đấy là cái số rồi. Của chú nhưng mà số đấy thường là nhiều người gọi quá nên chú cũng ít cầm mà chú cũng dùng một cái số khác nữa dạ. Vậy cho em gà con để đi nữa sao con ủa tìm nó đây không lại mất tích luôn trước sao có mấy bữa rồi mà hôm nay nó đi ra máy đâu nó đi ra đúng ngoài đường chơi á cái cô giáo mới lớp mẫu giáo mà kia kìa ta thấy ta đưa vô mình vô phường luôn không biết con ai ở nhà đi kiếm đi thằng này cũng phải để ý nó chứ nó chạy loanh quanh bây giờ bữa nó dọn dẹp nó ra dọn dẹp kêu con chạy ra con em đi lên tính sao không biết nữa ra chạy ra kiếm em đi có gì mày chết trước con không ấy ôi mấy mẹ con mấy nay cũng sống cũng ổn cũng được mọi người biết đến cũng chia sẻ rồi thì cố gắng thì nhưng bọn mà em... lên người ta đâu hả nhưng mà con... cái ai cũng nói vậy nè mẹ con mày giờ nổi tiếng rồi tao vi là có trơn rồi vậy thì hôm nay để em xuống thăm chị nghe cái tâm tư của chị thì chị cứ trao đổi với bác là tìm một cái ghế cái giường gì đó cho phù hợp nhá rồi chụp lại mẫu gửi qua cho em
và cái bảng giá tiền bao nhiêu á. Và một thứ hai đấy là chị cũng đi khám, thì hôm nào lên bệnh viện Ung Bướu khám thì gọi bọn em để bọn em lên cập nhật cái kết quả khám và cái mổ điều trị ra sao để em và mấy anh em cùng nhau chung tay và kêu gọi các cô chú nhá. Nhưng mà chị kia em chị tiến nó đi nè, chị còn tin nhắn chị còn vẫn để nguyên nè. Dạ. Cứ có bảo hiểm ok rồi, chụp ai cho nè. Hình đấy, như là chuyển tuyến là được giảm bao nhiêu phần trăm nhỉ? Mình cũng không nhớ được các bạn. Nói, bình thường nó sẽ được giảm được 80% đó. Nè, em trụ cột gia đình gì đấy, chị có kêu nè. Chị kia em đừng có suy nghĩ nhiều. Dạ. Gặp chị này rất là vui luôn. Dạ. Nhưng mà em thấy chị em thương chị nhiều hơn nữa. Dạ. Không biết chị em chị làm cái gì. Bữa nào mà gặp chị ấy có gì cho em gặp luôn. Dạ. Nhá, để nghe cái chị chia sẻ một cái hoàn cảnh hai vợ chồng cũng bệnh hiểm nghèo mà không có con cái nữa. Thế rồi. Đừng vẫn ở nhà trọ. Tội ha. Nhà trọ 900 hay là 1 triệu không biết nữa. Đấy chị thấy chưa? Chị vẫn còn may mắn hơn nhiều đó. Vẫn còn có 2 triệu. 2 triệu một tháng. Còn thanh niên này. Tóc chú cũng xoăn này. Không phải đâu, đi bán vé số với ông kia ghẹo nè. Thằng này là con mày, thằng kia là con tao, thằng nhỏ. À họ chê thế hả? Họ nghe cái chi tiết đấy họ chê quá hả? Không phải, có nghĩa là tóc hẳn, tóc hai người giống lắm. Thằng này giống kia. Giống cái ông bụng bự luôn á. Tướng cao to tóc đầu ơi chang luôn. Nhưng mà chắc họ cũng nghe cái câu chuyện của cũng chị. Cũng là tài xế luôn, nhưng mà ông đó cũng chưa vợ, có đứa con cũng chưa có. Ông thấy này là tóc thẳng này giống quá. Kêu ba đi mua cho. Ba à. Buổi sáng à, gần phường Đông á, đi lên dốc á. Chạy chạy ra xem em đâu. Đi đây coi em đi con. Xem nó đâu, không lại đi tìm hết giờ. Đi. Để lên đi chạy, bữa là kỳ này là khóc thiệt á. Bữa gặp Quân, bữa gặp nó trong em trường trong khu phố hết à. Ông ơi, ông đi nhanh cái ông nhanh quá đấy. À, xã không phải quỹ ban á. Thằng này, thằng cu này nếu mà đi học thì chi phí sao chị? Là không có tốn tiền, bảo trợ hết, không tốn tiền. Vậy là phải cho nó đi học chứ không lại mù chữ. Bây giờ nó phải đi học thì là căn bản hết lại từ đầu. Đầu quên trước quên sau. Nhưng mà nghe thở dài hèn thuật. Không được lười. Không phải. Cháu phải đi cháu à sao? Không phải. Tại không có chiếc xe. Xe đạp và lên dốc xuống dốc mệt lắm. Thế ông định đi xe máy à? Không, ông không mấy tuổi. Xe máy được. Đủ tuổi sao đi được xe máy. Từ từ đi, mẹ nói Út đưa xe lại cho con đi. Mẹ có xe. Muốn có chiếc xe điện vậy. Vừa vừa có con. Nhưng mà chưa được. Chưa được, tuổi cháu chưa chạy được. Mà nguy hiểm nữa. Tốt nhất là cứ đạp xe đạp đi cho khỏe. Con béo như thế này này. Con đạp mệt quá, con cũng thả luôn. Giảm cơ chú Lê Nguyễn, giảm cơ thành công luôn á. Từ 46kg lên 50mấy kg. Con đạp sao tự nhiên tuột. Con mệt quá, con thả luôn rồi con xuống dưới luôn. Giảm cơ thành công đó. Từ 46kg lên 56kg luôn. Phải vận động đi. Mà thực ra chú biết là thằng cu này ngày nào cũng phải đẩy mẹ đi cả đâu cả chục cây số để bán vé số đấy. Hơn hả chị? Nhưng mà không hiểu sao Tâm Bình này kia đó vẫn cứ tăng ký ở mầm. Chú Nguyễn có 48-49kg à? Thằng này là nặng hơn người chú Nguyễn. Con 7kg hả chú? Con nhẹ hơn chú. Chịu khó nạp vận động lên cho nó eo ắt cho nó đẹp dai mà này. Thì bạn gái mới theo không? Nó thua em trai đó, em trai đó có vợ đó. À cái bé này này nó đi đâu? Đi mẹ lưu đài đâu. Đi này. Đi học nghề rồi. À phải đúng rồi, nó cũng không được đi học, phải cho đi học nghề chứ nó không sao làm sao. Nó đi học nghề, tóc. Bữa tội con gái đi chơi quá không được, mẹ cho đi học nghề luôn. Thế phải cho đi học nghề, sao có nghề mưu sinh chị cũng nhận không? Tối hôm qua con về đây chị ghé thăm chút xíu à. Cô ơi cô, con nhớ cô quá à, qua thăm chồng trước. À thế hả, chưa đấy hả? Gặp nó bởi lời chú Nguyễn này qua có ghé thăm, hỏi nay thăm đi luôn. Học hết trơn, không có ai ở nhà hết á. Nếu mà có là gặp vô là ông này nhóc nhà luôn. Nghịch quá ông giặc ạ. Đang kêu em con. Rồi bây giờ chú Nguyễn xin phép nha. À, cũng qua cái clip này các cô chú này, cái clip này chú cũng đăng lên thành để cho các cô chú ở bên sẽ biết được hiểu hơn là cái tâm tư cũng như là cái hoàn cảnh của mấy mẹ con và các bạn và mọi nhà quân nào đấy mà muốn chung tay thêm cùng với nhóm và với hoàn cảnh của chị Hoa thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Hoa. Chị đọc lại cho em. 034-736-5038. Thì cũng thông qua cái clip này thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, đã chia sẻ đến hoàn cảnh của chị Hoa và hai cháu. Kêu em về đi. Cô có gửi lời gì với các bạn xem clip này không? Gửi lời cảm ơn cô chú. Con gửi lời cảm ơn cô chú đã giúp đỡ hai mẹ con
con. Lại đuổi thằng em ra rồi đấy. Vâng, em xin phép nha.